Đây là cái vùng Finisterre đó, mấy cục đá các bạn thấy không, ta nó nằm xuống nhưng mà ta dựng đứng lên mà nó không bao giờ nó ngã đó. Đi sang mấy cục đá này nè, nhiều lắm, dài dài nó ngay hàng tháng đói đó, thấy chưa? Ngay hàng tháng đói nè. Mấy cục đá này cũng nặng lắm. Đá nặng lắm nhưng mà ta để lên được, không biết là để làm gì. Mình người ta cũng chưa biết. Nhưng mà xưa chắc là nó cũng làm cái chỗ này nè. Cái khu của nó làm những cái chỗ nó thờ phượng gì đó không biết. Lính Đức hồi xưa nè, nó ở đây nó bảo vệ chống lại đồng minh Mỹ, Anh Lê, Canada, vân vân. Nó ở đây nè. Đây nè. Mình coi thử cái này cái gì đi. Chỗ này căn cứ này Đức hồi xưa. Nhưng mà Mỹ không có đổ bộ ở đây. Nó đổ bộ chỗ khác. Anh thử làm với mấy cái này cũng đẹp á ha. Quá sao, kiên cố à. Kiên cố. Mấy mình cái này kiên kiên cái này sao nó chắc nó sập hết rồi ha. Nè dày ghê không, ê cái này mình coi nè, dày ghê không, bắn không đúng, ê cái này cũng bể nè, cái cũng bể rồi ha, bắn á. Làm đâu bơm nó bỏ đâu có, nó đâu có bể đâu. Cho đi coi nó ở trong này các bạn. Mình không có cái lỗ này, mình đó là sửa nó ở trong này. Ở trong đây không? Nó bắn ra nè, nó bắn ra đó. Bắn ra nè. Nó nằm trong bắn ra thấy không? Đổ chung mai. Trời. Ra bài thì những cái nào này. Thank you.
đây thủy lôi đây. Quay gần các bạn thấy. Đây là cái điểm gần biển nhất tên là Ben Here. Có cái cây nhắm cho tập giá rồi. Đây là cái vịnh, giống vịnh Hạ Long của Tây. Hạ Long này trong Hạ Long Francais. Hạ Long Francais. Ồ, nó sâu quá ha. Quá xa sâu. Đó, các bạn thấy không? Giống Hạ Long vào tay của bạn. Đó, xa là đúng biển. Kia là cũng biển. Ok, quay cả. Đó, biển. Bên kia là tắm biển được đó. Có cái fly rồi đó. Xa xa nó có cái đó, những cái sato, những cái lâu đài mà đi coi. Đó một cụ đá thôi, mà giống lâu đài. Đó, đoàn chúng tôi đi xuống cái gọt rồi, nó gọi là cái gọt rồi. Xuống đây coi cái khe nước. Không tan đâu. Thấy cái đường không? Đá không? Đi cũng coi chừng, té. Ngay ngủ đá. Thưa đi cũng được. Áp em đi á, mình đi. Tại ngày mai mình đi cái chỗ nó gần mà. Không, ngày mai mình đi nó gần á. Đi chết tới Sato là đi về rồi. Ngày mai là ngày nghỉ chút vậy đó. Đó mấy người đó. Được chứ, đi được chứ đâu có gì. Nhưng mà mình ăn sớm đi chứ ăn 11 giờ đi. Ăn 11 rồi mình đi ha. Đây thì xuống cái chỗ cái suối. Chỗ này đi xuống cũng mấy trăm thước mới tới cái thác, cái khe nước. Rồi đây nha, bắt đầu nó chảy rồi đó. Chỗ này đi hí rừng khỏe quá ha. Hí rừng khỏe quá. Nghe nước chảy vậy đó. Không
Không có. Đi đường này mà. Lên đi đường nào, đi xuống đường nào lên đường đấy à. Không, đường kia là đi xa lắm. Đường kia là xa lắm. Không biết, không biết, đi coi coi. Nó đâu có nói lại lại đâu. Nó đâu có nói lại lại. Nó không có nói này này. Bước từ từ vậy đó. Rồi chúng tôi đi tới đây cái cầu. Bên kia con cũng có nước chảy. Đó, lên cầu. Thì chúng tôi lên cầu. Đó, suối đó thấy chưa? Suối chảy đó. Ô là là. Đẹp quá, lên cầu. Đây nước chảy con anh đâu rồi, không thấy, chưa thấy gì ha, chưa thấy cái bãi chạy tới. Ông anh, ông anh rồi đó, nó chảy khỏe không đó. Nó chưa có cái đường nhỏ đi lên nữa. Đây có cục đá. Đẹp quá. Rất là yên, yên tĩnh, yên bình. Nước chảy.